Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Diệu My, trưởng phòng chăm sóc khách hàng tại VCVF. Chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với chương trình livestream phối hợp giữa VCVF và F-Market vào tháng 5 năm 2022 với chủ đề lần này, đó là chiến lược đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Như các chuyên gia và các bạn đã biết thì là từ ngày 12 tháng 7 năm 2021, F-Market đã chính thức trở thành đại lý phân phối của VCVF. Và trong thời gian vừa qua thì VCF và F-Market đã phối hợp đưa ra các sản phẩm quý mỡ đến nhà đầu tư. Và đóng vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam hiện nay thì VCF đang quản lý 4 quỹ. Trong đấy thì F-Market đang phân phối tất cả các quỹ mà VCVF đang quản lý. Quỹ đầu tiên đó là quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCVF, MGF. Quỹ thứ hai đó là quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCVF, BCF. Quỹ thứ ba đó là quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, TBF. Và quỹ thứ tư đó là quỹ đầu tư trái phiếu VCBF, FIF. Như các chuyên gia thì với các bạn, nếu mà có theo dõi thị trường trong 2 tháng trở lại đây thì mọi người cũng biết là thị trường có rất là nhiều sự biến động. Và nhất là các nhà đầu tư F0 vừa mới tham gia thị trường vào những năm cuối năm 2020 thì chứng kiến cái cảnh tượng mà thị trường sụt giảm như vậy thì đã phần nào làm ảnh hưởng tâm lý tới nhà đầu tư ạ. Và một số cổ phiếu thì ví dụ như hôm nay tăng rất cao nhưng ngày mai lại giảm sàn, và đi kèm theo đó là một số sự kiện mang tính thanh lọc thị trường khiến cho một số cổ phiếu và trái phiếu bị đưa vào diện theo dõi. Vậy thì chiến lược đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động mạnh này nó là như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong livestream ngày hôm nay. Quý vị hãy nhấn tay like và share livestream này về trang Facebook cá nhân của mình để những thông tin của các chuyên gia được gửi đến người thân và bạn bè. Và trước khi đi vào chương trình thì trong chương trình này, ngoài việc được tiếp thu được nghe những thông tin từ các chuyên gia thì quý vị còn được nhận một số phần quà, 3 phần quà từ phía VCBF và 3 phần quà từ phía F-Market dành cho 3 khán giả có câu hỏi hay nhất trên mỗi kênh livestream. Và nhà đầu tư chỉ cần đặt câu hỏi dưới phần bình luận, sau đấy like fanpage và share phần livestream này về trang Facebook cá nhân với chế độ công khai. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật ở trên trang Facebook fanpage của VCBF và F-Market. Vậy thì quay lại trở lại với chương trình thì lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các chuyên gia đã có mặt ngày hôm nay và cảm ơn các bạn khán giả đang theo dõi tại livestream. Thì tôi xin tự giới thiệu anh Nguyễn Triệu Vinh là phó giám đốc đầu tư của VCBF. Ngồi đối diện tôi đó là anh Nguyễn Duy Anh, phó trưởng phòng danh mục quản lý danh mục đầu tư của VCBF. Và một gương mặt rất là quen thuộc đối với các khán giả của F-Market đó là chị Cao Thị Mỹ Trâm, trưởng phòng chăm sóc khách hàng của F-Market. Và tôi đóng vai trò là người dẫn dắt câu chuyện trong ngày hôm nay cùng với các nhà đầu tư. Ở phần đầu thì tôi xin phép được đặt câu hỏi cho anh Vinh ạ. Tại sao thời gian vừa qua thì thị trường lại giảm mạnh như vậy? Trước hết xin chào các nhà đầu tư. Thì có thể nói là diễn biến vừa qua của thị trường chứng khoán đã cho thấy là đầu tư cổ phiếu là một kênh đầu tư có rủi ro. Và nhà đầu tư nếu không có sự chuẩn bị tốt khi tham gia vào thị trường thì có thể là chịu khả năng thua lỗ. Thì chuẩn bị tốt là như thế nào? Thì theo tôi đó là sự chuẩn bị về kiến thức phân tích đầu tư, chiến lược đầu tư cũng như tính kỷ luật trong đầu tư. Thì quay lại câu hỏi của My thì tính tới ngày 24 tháng 5 năm 2022 thì chỉ số VNI của Việt Nam đã giảm 17.6%, và so với những cái thị trường trong khu vực cũng như là thị trường Mỹ là chỉ số S&P 500 thì chỉ số VNI có mức giảm là cao nhất. Thì vì sao chỉ số VNI của Việt Nam lại giảm mạnh như vậy? Thì chúng tôi xác định là một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất là những cái vụ điều tra trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, thì chúng tôi cho rằng là những vụ điều tra này đã có tác động nhất định đến với tâm lý của nhà đầu tư. Nhưng mà những sự vụ này thì theo chúng tôi là có lợi cho thị trường trong dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh là chính phủ đã xác định là đặt kế hoạch là sẽ nâng hạn thị trường Việt Nam vào năm 2025. Cái nguyên nhân thứ hai là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Thì diễn biến của cái cuộc xung đột này thì tôi tin rằng các nhà đầu tư đã nắm khá là rõ rồi. Về mặt kinh tế thì tác động của cuộc
xung đột quân sự này đến với Việt Nam là không đáng kể, bởi vì cái giá trị giao thương giữa Việt Nam và hai quốc gia này rất là nhỏ. Nhưng mà đối với mặt gián tiếp á, thì là tác động là lớn hơn, cụ thể là về rủi ro nhập khẩu lạm phát. Thì như các nhà đầu tư đã biết thì từ khi xung đột quân sự này xảy ra thì giá dầu cũng như là các loại hàng hóa cơ bản trên thế giới đã tăng khá là mạnh, và điều này đã tạo ra áp lực lạm phát ở Việt Nam. Cái thứ hai đó là cái diễn biến kéo dài của cuộc xung đột quân sự này có thể là tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thì cụ thể là theo khảo sát của Bloomberg thì cái dự báo kinh tế năm 2022 đã được điều chỉnh giảm xuống 3.3% từ mức 4.4% trước khi cuộc xung đột quân sự này xảy ra. Và như các nhà đầu tư đã biết thì Việt Nam là một nước xuất khẩu, và giá trị xuất khẩu năm ngoái của chúng ta đó là hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Và khi triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm thì có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu cũng như là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Cái nguyên nhân thứ ba đó là việc Fed tăng lãi suất. Thì trước tiên chúng ta nên biết là tại sao Fed cần phải tăng lãi suất. Thì Fed có hai cái mục tiêu hoạt động trong dài hạn. Thứ nhất đó là duy trì mức tăng giá hàng hóa ổn định ở mức là khoảng 2% một năm. Thứ hai là thúc đẩy thị trường lao động ở Mỹ phát triển lành mạnh. Thì sức khỏe của thị trường lao động Mỹ chủ yếu được thể hiện qua cái chỉ số là tỷ lệ thất nghiệp. Thì với mức lạm phát rất là cao là 8.3% so với cùng kỳ tại tháng 4 năm nay, cùng với lại tỷ lệ thất nghiệp là 3.6%, thì tương đương với lại cái mức trước khi đại dịch Covid xảy ra. Thì tôi tin rằng là cái việc Fed tăng lãi suất để nền kinh tế Mỹ ổn định là một điều rất là bình thường. Nhưng mà thông thường thì khi Fed tăng lãi suất thì điều đó là không có lợi cho thị trường chứng khoán, ít nhất là trong ngắn hạn. Thì chúng ta đã chứng kiến cái diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 2018 khi Fed tăng lãi suất 3 lần, cũng như là những tháng đầu năm nay. Nhưng một lần nữa tôi tin rằng là việc mà Fed tăng lãi suất thì là có lợi cho sự ổn định của nền kinh tế Mỹ cũng như thị trường chứng khoán Mỹ trong trung và dài hạn. Và nhóm yếu tố thứ tư đó là diễn biến lạm phát trên toàn cầu cũng như là cái diễn biến COVID-19 ở Trung Quốc. Thì những cái diễn biến này cũng có tác động mà bất lợi một cách nhất định đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng đầu năm. Thì quay lại trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam thì sau khi thị trường giảm thì áp lực giảm lại tăng cao hơn, bởi vì các công ty chứng khoán sẽ bán giải chấp chứng khoán của các nhà đầu tư vay nợ đã đầu tư chứng khoán. Thì theo số liệu chúng tôi có thì tính tới cuối quý 1 năm nay thì tổng số dư cho vay ký quỹ ở thị trường Việt Nam là khoảng hơn 200.000 tỷ đồng, và tăng mạnh so với mức hơn 50.000 tỷ đồng ở quý 1 năm 2020. Thì điều này một lần nữa cho thấy là trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải kiểm soát rủi ro, và điều này rất là quan trọng. Đó là tóm lược về những cái nguyên nhân mà dẫn đến sự suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng đầu năm nay. Dạ vâng, thì xin cảm ơn câu trả lời rất là thú vị từ phía anh Vinh. Như tôi tóm tắt lại thì một số nguyên nhân chính, đầu tiên đó là điều tra về lĩnh vực chứng khoán này, thứ hai là tác động gián tiếp từ cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, thứ ba là quyết định tăng lãi suất của Fed, và thứ tư là về vấn đề là margin call. Vậy thì theo anh thì trong bốn lý do trên thì lý do nào ảnh hưởng tác động lớn nhất tới thị trường chứng khoán? Câu hỏi rất là hay. Thì nếu mà các nhà đầu tư theo dõi diễn biến của chỉ số VNI trong những tháng đầu năm nay thì các nhà đầu tư có thể thấy là chỉ số VNI sụt giảm rất là nhanh và mạnh từ cuối tháng 4 cho đến những ngày đầu của tháng 5. Thì tôi cho rằng là với cái mức giảm nhanh và mạnh như vậy á, thì chủ yếu là do tác động của việc bán giải chấp của các công ty chứng khoán. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Vinh ạ. Chị Trâm ạ, với vai trò và kinh nghiệm là tiếp xúc với rất nhiều lượng lớn nhà đầu tư tại F-Market, thì không biết là chị có thể chia sẻ về một số hiện tại tâm lý của nhà đầu tư phía F-Market đang như thế nào không? Cảm ơn Vinh. Dạ. Nhân đây thì Trâm cũng xin chia sẻ về câu chuyện của nhà đầu tư. Thì thực ra thì cái mối quan tâm hiện tại của nhà đầu tư đang xoay quanh về các cái vấn đề và các cái nguyên nhân của thị trường sụt giảm. Vậy cho nên cái việc mà cái phần chia sẻ của anh Vinh vừa rồi sẽ giúp cho nhà đầu tư mình có được cái nguồn thông tin cụ thể về thị trường. Cái điều quan trọng ở đây đó chính là cái nguồn thông tin này nó được xác thực. Vậy cho nên là nhà đầu tư mình tránh cái nguy cơ là mình tìm hiểu thông tin không đúng về thị trường.
cũng như là mình sẽ có cái cơ hội đầu tư của mình nó sẽ có nhiều cái khó khăn hơn. Và bên cạnh đó, một câu chuyện mà Trang cũng chia sẻ thêm, đó chính là mặc dù chúng ta đang ở trong cái giai đoạn thị trường sụt giảm, tuy nhiên nếu như mà nhà đầu tư mình so sánh lại cái kết quả hoạt động của quỹ trong thời gian vừa rồi với các cái chỉ số chứng khoán thì chúng ta lại đang thấy được một cái kết quả rất là khả quan. Thì trong cái buổi ngày hôm nay đi, hôm nay thì có cái đại diện từ quỹ của VCBF, thì Trang cũng hy vọng là VCBF có thể từ cái số liệu cụ thể của các cái quỹ của VCBF mình có thể xem và có thể minh chứng lại về cái thông tin về trong vừa mới chia sẻ ở đây, đó chính là cái mức sụt giảm của quỹ mở nó vẫn đang rất là thấp hơn nhiều so với các cái mức giảm điều chỉnh của các chỉ số. Dạ vâng. Trước khi đi đến câu hỏi của chị Trâm thì tôi xin phép được nhắc lại mini game trong chương trình ngày hôm nay. Đó là về phía VCBF, chúng tôi sẽ có 3 phần quà. Về phía S-Market, chúng tôi sẽ có 3 phần quà cho 3 nhà đầu tư có câu hỏi hay nhất và trên mỗi kênh livestream. Thì hiện tại tôi đang thấy có một số nhà đầu tư đang say hi và chào đối với ban tổ chức. Tuy nhiên là tôi vẫn thấy số lượng câu hỏi đang cũng khá là ít. Thì nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi cho chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời trong phần sau của chương trình ạ. Thì quay trở lại với câu hỏi của chị Trâm thì tôi xin phép được cập nhật một chút về kết quả đầu tư của VCBF ạ. Thì kết quả đầu tư từ đầu năm 2022 tới bây giờ là đối với quỹ cân bằng chiến lược ạ, thì chúng tôi ghi nhận là âm 2.4% so với danh mục tham chiếu là âm 7.2%. Kết quả của quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF, BCF ạ, thì âm 3.7% so với danh mục tham chiếu VN100 là âm 16.9%. Và kết quả đầu tư của quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF MGF là âm 3.8% so với danh mục tham chiếu VN70 là âm 22.3%. Và theo số liệu cập nhật tính tới cuối ngày hôm qua, chỉ số VN Index đã giảm hơn 15%. Dạ vâng. Cảm ơn cái thông tin chia sẻ từ My. Thì nếu mà như vậy thì mọi người cũng đang sẽ thấy là thị trường quỹ mở đang có một cái cơ hội đầu tư và rất là an toàn hơn so với những cái kênh đầu tư khác. Vậy thì ngay lúc này thì Trâm là nghĩ là nhà đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm đến cái triển vọng thị trường sắp tới. Để liệu rằng là trong sắp tới nhà đầu tư sẽ có cái cơ hội đầu tư nào hay không? Hoặc là nhà đầu tư sẽ nắm bắt cơ hội như thế nào trong sắp tới? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị Trâm. Thì về phía phần quan điểm về của VCBF về triển vọng thị trường sắp tới thì tôi xin mời anh Duy Anh chia sẻ vấn đề này. Vâng, thì để giúp các nhà đầu tư có thể phần nào tự tin hơn trong giai đoạn thị trường giảm điểm thì VCBF cũng muốn chia sẻ một chút về cái triển vọng thị trường trong thời gian tới. Trước hết về các cái triển vọng liên quan đến vĩ mô thì thực tế sau khi cái nền kinh tế bị ảnh hưởng rất mạnh bởi dịch Covid-19 trong quý 3 và quý 4 năm ngoái thì 4 tháng đầu năm nay thì kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã phục hồi trở lại và tương đối ổn định. GDP quý 1 năm 2020 thì tăng 5% so với cùng kỳ thì cũng là tốt hơn quý 1 năm 2021 thì tăng 4.7%. Về sức mua của người tiêu dùng thì thực tế cũng chưa đạt được cái mức mà trước Covid, tuy nhiên thì cái sức mua cũng cái phục hồi tương đối tốt, đã thể hiện qua cái tăng trưởng bán lẻ thực tăng 4.3% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Về cái vấn đề lạm phát thì trái ngược với vấn đề lạm phát đang rất nóng ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu Âu thì lạm phát ở Việt Nam cho 4 tháng đầu năm chỉ tăng 2.6% là một mức tương đối thấp. Thì thực ra cũng có 3 nguyên nhân chính tại sao lạm phát của Việt Nam lại thấp như thế trong 4 tháng đầu năm. Thì nguyên nhân thứ nhất là do cái giá lương thực thực phẩm của Việt Nam hiện tại nó cũng chưa tăng nhiều so với năm ngoái. Thứ hai là do cái sức mua của người dân như lúc nãy có đề cập là nó cũng chưa trở lại được như trước đại dịch. Vì vậy thì cái giá cả mà các cái doanh nghiệp bán ra họ cũng chưa tăng giá nhiều. Và cái yếu tố nữa là cái yếu tố support từ chính phủ, việc chính phủ giảm thuế môi trường để giúp giảm giá xăng thì nó cũng là giúp lạm phát thấp trong 4 tháng đầu năm. Một yếu tố rất là tích cực
đối với vĩ mô trong nước nữa là liên quan đến tỷ giá. Thì nếu mà so sánh tỷ giá Việt Nam đồng với USD thì trong giai đoạn từ đầu năm đến nay thì có thể nói là Việt Nam đồng là một trong những đồng ổn định nhất trong khu vực. Thì tại sao lại Việt Nam đồng của chúng ta lại ổn định như vậy? Thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hiện tại có nguồn thu ngoại tệ rất là lớn. Thứ nhất là đến từ việc thặng dư thương mại. Trong 4 tháng đầu năm thì Việt Nam thặng dư trên 2.5 tỷ đô. Cái nữa là đến từ nguồn vốn FDI từ nước ngoài. Sau khi đại dịch kết thúc, mọi người có thể tự do đi lại thì nguồn vốn FDI dự kiến sẽ tăng rất là mạnh. Thì chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm thì vốn FDI giải ngân đã đạt đâu đấy gần 6 tỷ đô, thì cũng tăng 7,6% so với cùng kỳ. Và một cái yếu tố nữa cũng gọi là rất support liên quan đến tỷ giá là cái phần kiều hối của Việt Nam. Thì ngay cả trong đại dịch Covid hay là không có Covid thì cái kiều hối của mình vẫn rất ổn định, vẫn tầm đâu đấy 10 tỷ đô một năm. Đấy mà một phần nó sẽ giúp cho tỷ giá của Việt Nam đồng với USD nó sẽ ổn định. Và đấy cũng một yếu tố nó sẽ giúp thu hút các cái nhà đầu tư nước ngoài hướng dòng vốn đến Việt Nam. Vậy kinh tế vĩ mô thì ổn định và tốt như vậy, thì còn yếu tố nào support thị trường trong thời gian tới hay không? Thì một yếu tố nữa là liên quan đến tăng trưởng lợi nhuận của các cái doanh nghiệp niêm yết. Thì theo Bloomberg dự báo thì đến tăng trưởng các cái doanh nghiệp niêm yết trong năm 2022 và năm 2023 thì đều tăng trưởng rất là mạnh, đạt mức là 23,4% cho 2022 và 23,5% cho năm 2023. Thì cái này nó cũng đã thể hiện được trong quý 1 năm 2022, thì nếu tính lợi nhuận của các cái doanh nghiệp niêm yết trong quý 1 năm 2022 thì lợi nhuận các doanh nghiệp này cũng tăng đâu đấy gần 30% so với cùng kỳ. Trong khi đó thì quý 3, quý 4 năm ngoái các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng rất lớn do Covid, cho nên cái triển vọng mà đạt được tăng trưởng cao trong năm 2022 của các doanh nghiệp thì là một cái điều hết sức khả thi. Vậy thì lợi nhuận tăng trưởng như vậy thì sau khi thị trường giảm thì chứng khoán Việt Nam hiện có hấp dẫn hay không? Thì để so sánh chứng khoán Việt Nam có hấp dẫn hay không thì chúng tôi so sánh với một số nước trong khu vực. Thì các nhà đầu tư có thể nhìn trong bảng này thì thấy là thị trường chứng khoán của Việt Nam thì gọi là rất là rẻ hơn nhiều so với các cái thị trường khác trong khu vực. Nếu tính chỉ số PE thì toàn thị trường, trung vị toàn thị trường hiện nay thì là 12.9 lần. Nếu so với các nước khác trong khu vực như là Thái Lan hay là Indo thì chúng ta vẫn rẻ hơn. Và chúng ta chỉ có đắt hơn một chút so với Trung Quốc thôi. Nhưng mà tuy nhiên nhìn về cái mức, xét về mức tăng trưởng của Việt Nam thì vẫn là cao hơn Trung Quốc. So sánh với các nước khác thì như vậy, nhưng mà so sánh với quá khứ của chỉ số VN Index thì sao? Thì nếu ngay cả khi so sánh với cả quá khứ của VN Index thì định giá chúng tôi lấy tại ngày 25 tháng 5 thì PE của toàn thị trường đạt mức 13.4 lần. Nếu mà xét về tính forward, tính cho năm 2022 cộng thêm các cái tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp thì chỉ số chỉ ở PE của thị trường chỉ ở mức 11,6 lần thì là một mức tương đối là hấp dẫn. Nếu mà bình quân trung vị của 10 năm trở lại đây thì là 15 lần. À, nếu mà mức cao nhất của thị trường là 12.4 lần thì mức PE forward cho năm 2022 của thị trường hiện tại thì tương đối hấp dẫn, có thích hợp để nhà đầu tư và có view dài hạn để đầu tư vào thị trường. Vậy thì ngoài các cái yếu tố tích cực như vậy thì có cái yếu tố nào rủi ro hay không? Thì thực tế lúc nào thị trường vẫn sẽ có những cái yếu tố rủi ro. Cái rủi ro hiện tại thì phần lớn thì xuất phát từ tình hình vĩ mô thế giới. Cái vấn đề lạm phát thì nó giai đoạn hiện tại là một vấn đề mà là tương đối nhức nhối, liên quan đến một vấn đề nhức nhối toàn cầu. Và cái vấn đề này thì theo chúng tôi đánh giá thì nó cũng chưa sẽ
không phải là sẽ ngay lập tức có thể giải quyết được. Lý do tại sao một cái vấn đề lạm phát thì cũng chưa thể giải quyết được ngay trong tương lai gần, thì yếu tố thứ nhất là cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì cái việc chiến tranh này nó đã làm trầm trọng thêm cái việc giá của các loại hàng hóa tăng vọt, điển hình như là giá dầu, chúng ta có thấy thể hiện qua giá xăng, thì giá xăng ở Việt Nam hiện tại cũng đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Thì cái đấy nó cũng gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến giá các cái loại hàng hóa khác. Cái thứ hai là cái do nhu cầu của người dân đối với các nước phát triển như là Mỹ và châu Âu, thì trong giai đoạn Covid thì các nước đấy họ bơm tiền rất là mạnh, cho nên là khi Covid kết thúc thì nhu cầu của người dân trở lại rất là mạnh mẽ. Trong khi đó những cái nước mà gọi là công xưởng của thế giới, các nước sản xuất như là Trung Quốc thì họ vẫn đang lockdown, thực hiện chính sách Zero Covid làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thì nó cũng làm cho cái nhu cầu nó vượt quá cái lượng cung, nó cũng là ảnh hưởng lên lạm phát. Một cái nữa là khi mà Covid xảy ra thì cái nguồn nhân công cũng sẽ bị thiếu hụt. Sau khi giãn cách xã hội và nghỉ dài ngày thì rất nhiều công nhân họ không muốn quay trở lại làm việc, hoặc là có làm thì cũng chỉ làm ít thời gian hơn và muốn lương cao hơn. Cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến lạm phát. Thì lạm phát tăng cao cũng như là các cái bất ổn về địa chính trị trên toàn thế giới thì nó cũng sẽ khiến cho GDP, tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ chậm lại. Thì trong cái báo cáo tháng 4 năm 2022 của Tổ chức Tiền tệ Thế giới thì họ cũng giảm cái dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong các năm tiếp theo. Thì trong năm 2021 thì tăng trưởng toàn cầu là 6,1%, thì trong năm 2022 và 2023 thì chỉ dự báo tăng trưởng ở mức 3,6%. Nhưng mà các nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở đây thì một điểm tích cực là họ dự báo là các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển thì cái kinh tế đâu đấy bị chậm lại một chút trong năm 2022, nhưng mà đến năm 2023 thì có thể phục hồi và tăng trưởng cao hơn. Và Việt Nam thì cũng đang nằm trong nhóm những nước này, nên là cái cơ hội của thị trường Việt Nam thì vẫn rất là tốt. Dạ, dạ vâng, có rất nhiều điểm tích cực và cũng có một số điều tiêu cực, đúng không ạ? Vậy thì theo dựa vào những cái quan điểm trên thì chiến lược đầu tư của VCBF trong giai đoạn này là gì thưa anh? Thực ra đối với VCBF thì ngay cả khi thị trường giảm hay thị trường tăng thì chiến lược đầu tư của VCBF thì vẫn vậy. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái công ty dài hạn, vào những cái giá trị mà công ty đó mang lại. Thực ra thì đối với chúng tôi thì thị trường giảm thực ra lại là cơ hội. Nếu mà các bạn không mua lúc thị trường giảm thì khi mà thị trường tăng thì mình cũng không thể hưởng được các cái thành quả như vậy. Thì cái việc chiến lược đầu tư của VCBF thì sẽ rất đơn giản thôi, là mua những cái công ty tốt và nắm giữ các cái công ty đấy càng lâu càng tốt. Thì như thế nào gọi là công ty tốt? Thì công ty tốt thì chúng ta có thể list ra một số các cái yếu tố để thể hiện đấy là một công ty tốt. Một công ty tốt sẽ được lãnh đạo và được điều hành bởi những lãnh đạo có tài năng, có tầm nhìn dài hạn, và đặc biệt là phải biết quan tâm đến gọi là lợi ích của tất cả các cổ đông. Cái thứ hai là chiến lược của công ty nó sẽ phải là một chiến lược dài hạn và sẽ hưởng lợi từ các cái tăng trưởng dài hạn của kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Doanh nghiệp đấy thì nó cũng sẽ phải có các cái lợi thế cạnh tranh bền vững để nó có thể phát triển dài hạn. Vì thế giới hiện nay thì cạnh tranh rất là cao, cho nên nếu mình không có cái lợi thế hơn các doanh nghiệp khác thì rất dễ là bị các doanh nghiệp khác vượt lên. Và tôi cũng sẽ ưu tiên những cái doanh nghiệp mà có thuộc trong các cái ngành mà sẽ phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp mà có trách nhiệm với cả xã hội và môi trường. Và trong cái giai đoạn lạm phát hiện tại thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp mà họ có thể chống chọi lại lạm phát. Và giai đoạn này thì chúng tôi sẽ
thực hiện mua vào những doanh nghiệp mà có mức định giá hấp dẫn, sau khi giảm giá nó sẽ ở mức hợp lý, có thể nắm giữ dài hạn. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Duy Anh. Thì không biết phía chị Trâm mình có bổ sung gì không ạ? Thì Trâm nghĩ là chúng ta đã khá là rõ ràng về cái triển vọng của thị trường cũng như là cái chiến lược mà VCDF chia sẻ. Tuy nhiên nếu như mà đứng ở phía khách hàng đi, thì đặc biệt là những nhà đầu tư mà đang có một cái sự quan tâm rất là nhiều về các cái quỹ của VCDF, thì Trâm nghĩ là cái nhà đầu tư sẽ đang quan tâm nhiều hơn về cái hành động cụ thể cũng như là đội ngũ của VCDF đã làm gì trong cái thời điểm thị trường nó đang nhận định như thế này. Thì không biết là VCDF mình có thể có một vài cái chia sẻ để cho nhà đầu tư mình có đang quan tâm quỹ có thêm thông tin về nội dung. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi chị Trâm. Thì về nội dung này thì tôi xin phép được mời anh Vinh ạ. Cảm ơn chị Trâm, thì câu hỏi rất là hay. Thì tôi xin trả lời như thế này. Thì trong thời gian vừa qua khi thị trường giảm thì chúng tôi làm việc rất là nhiều việc và với cường độ cao nhà trường rất là nhiều. Thì cụ thể là chúng tôi rà soát lại cái danh mục mà chúng tôi đang đầu tư, những công ty trong danh mục, để đánh giá những cái có thể là tác động của những cái sự kiện mà tôi và Duy Anh vừa trình bày đến với triển vọng của các công ty này trong dài hạn. Cái thứ hai là chúng tôi nỗ lực tìm kiếm và phân tích các cổ phiếu mới của các công ty tốt để chúng tôi có thể là tận dụng các cơ hội thị trường giảm để đầu tư ở mức giá tốt. Thì giống như anh Duy Anh đã trình bày, thì như là nhà đầu tư biết là khi thị trường giảm, đặc biệt là giảm mạnh, thì có rất là nhiều nhà đầu tư họ sẽ vì nhiều lý do họ sẽ bán cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu của các công ty tốt ở coi như là ở mọi mức giá, và điều này là để tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn. Thì những cái ví dụ điển hình mà tôi có thể đưa ra trong giai đoạn vừa qua chúng tôi đầu tư ấy, thì ví dụ là chúng tôi đầu tư vào một công ty dệt may, thì công ty này có hoạt động rất là ổn định và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong 2-3 năm tới, cũng như trong dài hạn, nhưng mà định giá là chỉ là tương đương với mức là PE là khoảng 7 lần thôi. Hay là một công ty chứng khoán đầu ngành thì tạo ra một mức là ROE hàng năm là khoảng 18%, nhưng mà định giá chỉ là hơn giá trị sổ sách một chút, và một số ngân hàng tốt, và cái định giá tại thời điểm đó chúng tôi đầu tư vào thì cũng chỉ là hơn cái giá trị sổ sách hoặc là ngang giá trị sổ sách thôi. Dạ vâng, vậy thì không biết là anh có lời khuyên gì với nhà đầu tư trong giai đoạn này không ạ, thưa anh? Okay. Thì dựa vào kinh nghiệm đầu tư của tôi thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên như sau. Thứ nhất là khi nhà đầu tư xác định tham gia vào thị trường chứng khoán là mình đầu tư vào công ty chứ không phải là mua và bán cổ phiếu. Đầu tư vào công ty là sao? Chúng ta phải biết là và cảm thấy là thích cái sản phẩm và dịch vụ của công ty đó, cái nhu cầu của thị trường của sản phẩm và dịch vụ đó. Thứ hai là mình có cảm thấy thích và cái ban quản trị hay không, và cái sự tận tâm của họ và cái tính chính trực của họ cũng như chiến lược phát triển công ty của họ hay không, vân vân. Và thế nữa là chúng ta có tin rằng là công ty mà chúng ta đầu tư vào thì có khả năng tăng trưởng trong dài hạn hay không. Cái lời khuyên thứ hai đó là phải chọn công ty tốt và tránh xa những công ty mà không có cái chiến lược kinh doanh rõ ràng, có ban lãnh đạo mà không có lo đến lợi ích cho cổ đông, hoặc là ban lãnh đạo mà không giỏi, và ban lãnh đạo mà không có một cái kế hoạch quản trị rủi ro cụ thể. Do đó thông thường chúng tôi sẽ tránh những công ty mà có vay nợ rất là nhiều. Một cái lời khuyên thứ ba đó là khi nhà đầu tư, cá nhân đầu tư thì hãy dành thời gian và trau dồi kỹ năng phân tích, định giá công ty. Hãy dành thời gian đọc báo cáo tài chính, đọc báo cáo thường niên, đi thực địa xem sản phẩm dịch vụ của công ty và tham dự đại hội cổ đông để có thể là gặp ban lãnh đạo, chia sẻ với ban lãnh đạo và nghe họ chia sẻ về chiến lược trong dài hạn của họ. Và bên cạnh đó thì nên tìm hiểu một số phương pháp định giá cổ phiếu đơn giản, có thể như là PE hoặc là PB thôi, để phần nào mình biết được là cái giá trị của công ty mà mình sắp đầu tư vào, muốn đầu tư vào là ở mức nào. Và tiếp theo là nên sử dụng một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm nhiều cổ phiếu của các công ty trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thì tôi biết rằng là đối với nhà đầu tư cá nhân thì không dễ để chúng ta làm được điều này, vì chúng ta không có nhiều thời gian để đầu tư, chúng ta không có nhiều thời gian để nghiên cứu, và chúng ta cũng không có nhiều thông tin về công ty. Nhưng mà tôi cho rằng điều này rất là quan trọng và sẽ giúp cho nhà đầu tư duy trì được cái danh mục ổn định và giảm thiểu được nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư. Thì tôi ví dụ, nếu một nhà đầu tư chỉ là đầu tư cá nhân và đầu tư chỉ vào 5 công ty thôi, thì tương đương với mức phân bổ là khoảng 20% vào một công ty. Thì nếu mà một công ty trong danh mục giảm 50%, như thời gian vừa qua chúng ta thấy là rất là nhiều công ty giảm 50%, thì giá trị danh mục của nhà đầu tư có thể giảm 10% rồi.
thì tôi cho rằng đó là có rất là nhiều rủi ro. Và lời khuyên của tôi là nếu không có thời gian đầu tư và chưa có nhiều kỹ năng cũng như là kiến thức về đầu tư thì nhà đầu tư không nên tham gia thị trường chứng khoán. Và nếu quyết định phân bổ tài sản của mình vào thị trường chứng khoán thì nên nhờ các đơn vị chuyên nghiệp họ quản lý tài sản cho mình. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là nhà đầu tư nên đầu tư với một cái tầm nhìn dài hạn. Thì đơn giản vì hai lý do. Thứ nhất là khi chúng ta đầu tư vào một công ty, chúng ta cần phải cho ban lãnh đạo thời gian để họ tăng trưởng công ty và tạo ra giá trị mới cho cổ đông. Và cái thứ hai đó là chúng ta tránh được trường hợp là chúng ta sẽ bán cổ phiếu khi thị trường giảm như trong giai đoạn vừa qua. Thì liên quan tới cái ý này thì chúng tôi có những cái ví dụ rất là chi tiết. Thứ nhất là chúng tôi dựa vào diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN Index từ năm 2000 tới nay. Thì trong thời gian đó thì chúng tôi nhận thấy là sau mỗi lần thị trường giảm thì thị trường hầu như đã hồi phục. Thì cụ thể là số lần thị trường giảm trong giai đoạn từ 2000 tới tới thời điểm hiện nay đó là 16 lần, nhưng sau đó thị trường cũng hồi phục tăng mạnh 15 lần. Và quan trọng hơn đó là cái mức giảm bình quân của những lần giảm chỉ là 34%, trong khi mức tăng bình quân của những lần tăng sau đó thì lên tới 79%. Và số liệu quá khứ của các thị trường trên thế giới cũng như vậy. Thì chúng tôi có ở đây số báo cáo của quỹ Templeton Emerging Markets Investment Trust. Thì họ thống kê diễn biến của thị trường trên các thị trường, cả thị trường phát triển và thị trường mới nổi từ năm 1990 tới năm 2017. Thì kết quả đó là sau mỗi lần thị trường điều chỉnh mạnh, thị trường đều lại tăng mạnh sau đó. Và cái thời gian giảm cũng như mức giảm đều là thấp hơn và là hoặc là ngắn hơn cái thời gian tăng điểm và mức tăng điểm sau đó. Thì do đó, đối với các nhà đầu tư và quỹ mở của chúng tôi thì thông thường chúng tôi khuyên nhà đầu tư nên đầu tư với một cái tầm nhìn dài hạn. Cụ thể là tối thiểu là 5 năm đối với quỹ cổ phiếu và chỉ là đầu tư cái phần tiền nhàn rỗi của mình, là cái phần tiền mà nhà đầu tư không cần dùng đến trong thời gian này. Thì câu trả lời của tôi là khá là dài nhưng mà hy vọng là hữu ích cho nhà đầu tư. Dạ, xin cảm ơn anh Vinh. Thì về không biết là về phía S-Market thì chị Trâm có bổ sung gì về cái lời khuyên cho nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư lợi ích khi nhà đầu tư dài hạn? Ở đây thì Trâm cũng đồng quan điểm với anh Vinh về cái cơ hội đầu tư dài hạn dành cho quỹ mở. Thì nhà đầu tư mình, nếu như mình lựa chọn đầu tư dài hạn á, thì mình sẽ có một cái cơ hội đầu tư nó ổn định hơn, cũng như là có thể mang lại một cái lợi nhuận nó tốt hơn. Thì ngoài những cái thông tin mà anh Vinh chia sẻ thì Trâm cũng xin bổ sung thêm là khi mà đầu tư dài hạn á, thì nhà đầu tư có thể có thêm những cái lợi ích như là cái việc giảm thiểu được cái chi phí. Việc mua và bán trong ngắn hạn sẽ làm cho nhà đầu tư phát sinh rất là nhiều chi phí cho cái việc bán. Nếu như mà tìm hiểu về quỹ của VCS thì anh chị sẽ thấy là đầu tư quỹ của các cái quỹ của VCS, ở đây là quỹ như quỹ cổ phiếu của VCS đi, thì trên một năm phí bán nó chỉ còn khoảng là 0.5%, và sau 2 năm thì phí bán sẽ được hỗ trợ. Và cho nên cái cơ hội đầu tư dài hạn lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn. Và ngoài ra một cái cơ hội đó là nhà đầu tư sẽ được hưởng về cái khả năng mang lại lợi ích của lãi kép. Nếu như đầu tư dài hạn thì nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhận được lãi kép, tức là các cái khoản lãi được được đầu tư được có khi mà các cái khoản đầu tư của nhà đầu tư đó đã có lợi nhuận và tiếp tục được mang đi đầu tư. Thì ở đây, nếu như là trên nền tảng giao dịch của S-Market thì nhà đầu tư có thể hình dung về cái khoản đầu tư dài hạn của mình thông qua cái công cụ tính lãi kép, đó là S-Tool. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho nhà đầu tư hình dung ra được một cái khoản lợi nhuận dựa trên một cái con số kỳ vọng lợi nhuận trong một năm của các cái quỹ mà mình sẽ lựa chọn. Thì đây, mặc dù nó chỉ là một cái kết quả để tham khảo, tuy nhiên nó sẽ giúp nhà đầu tư hình dung rõ hơn về cái lợi nhuận trong dài hạn cũng như là cái lợi ích mà lãi kép mang lại nếu như nhà đầu tư lựa chọn đầu tư dài hạn. Thì với hai cái thông tin này cũng như là với cái phần chia sẻ của anh vừa rồi, thì khi chọn nhà đầu tư mình sẽ có được cái phương án đầu tư phù hợp cho mình trong cái giai đoạn này để mình có một cái kết quả đầu tư tốt hơn. Okay. Vâng, xin cảm ơn chị Trâm. Thì trước khi chuyển tới phần tiếp theo thì tôi xin nhắc lại cái hệ mini game cho chương trình livestream ngày hôm nay. Đó là về phía VCBF chúng tôi có 3 phần quà, về phía F-Market chúng tôi có 3 phần quà dành cho 3 nhà đầu tư có câu hỏi hay nhất
trên mỗi kênh livestream của VCF và FMarket. Việc nhà đầu tư phải làm đó là mình đặt câu hỏi dưới phần bình luận, sau đấy like fanpage của VCF và FMarket, sau đấy share bài livestream này về trang Facebook cá nhân của mình ở chế độ công khai. Xin cảm ơn ý kiến của các chuyên gia. Thì tôi hy vọng những ý kiến của các chuyên gia sẽ phần nào khiến làm cho nhà đầu tư có thêm thông tin để đầu tư yên tâm trong giai đoạn này, đồng thời tin tưởng vào uy tín cũng như là đội ngũ đầu tư giàu kinh nghiệm của VCVF và hiểu rõ được năng lực phân phối chứng chỉ quỹ từ phía FMarket. Ngay từ đầu chương trình thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi đến từ các nhà đầu tư tại fanpage. Thì tôi xin phép được đọc câu hỏi của nhà đầu tư Phan Đỗ Nguyên Hùng. Có nên mua vào lúc này vào khoảng bao nhiêu phần trăm vốn, và xin một số cổ phiếu đang điều chỉnh tốt để có thể mua và hold dài trong vòng 5 năm đến 10 năm. Xin mời anh Vinh. Ok, anh trả lời câu hỏi này. Thì cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì có nên mua vào lúc này hay không? Thì giống như là trong phần trình bày và định hướng của chúng tôi cũng như là triển vọng thị trường, thì dựa vào cái triển vọng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, dựa vào cái triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, dựa vào mức định giá hiện nay và dựa vào cái thông tin mà nhà đầu tư đưa ra, đó là nhà đầu tư có thể đầu tư trong vòng 5 tới 10 năm, thì câu trả lời của tôi là có. Bao nhiêu phần trăm vốn đầu tư vào thì câu trả lời này tôi chưa trả lời được, thì chúng tôi cần thêm có nhiều thông tin từ phía nhà đầu tư, ví dụ là cái độ tuổi của nhà đầu tư, tình hình tài chính của nhà đầu tư và triển vọng nhà đầu tư và tăng cái thu nhập hàng năm của mình như thế nào, ví dụ tăng lương như thế nào. Thì thông thường đối với những nhà đầu tư trẻ và có triển vọng tăng lương cao trong những năm tới thì chúng ta có thể phân bổ nhiều vào cổ phiếu và ngược lại. Thì đối với câu hỏi này thì tôi mong anh Hùng là để lại thông tin chi tiết để các bạn tư vấn bên chúng tôi có thể là tư vấn cho anh Hùng chi tiết hơn. Rồi cổ phiếu nào thì tôi cũng sẵn lòng là chia sẻ với anh Hùng là những cổ phiếu mà chúng tôi đang đầu tư cho quỹ của chúng tôi và vì sao chúng tôi đầu tư vào và vì sao chúng tôi thích những công ty này. Nhưng mà với cái thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì tôi tin rằng là tôi không đủ thời gian để chia sẻ. Và như cái phần trình bày của tôi hồi nãy thì tôi mong là anh Hùng cũng như các nhà đầu tư cá nhân khác khi đầu tư thì cố gắng duy trì một cái danh mục đầu tư đa dạng bao gồm nhiều công ty trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thì giống như cái quỹ mở của chúng tôi thì chúng tôi duy trì một danh mục rất là đa dạng, từ 25 đến 30 công ty, có nhiều danh mục thì có thể là nhiều công ty hơn nữa. Và hiện nay chúng tôi đang đầu tư vào một số ngành như là ngành ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nhà ở, công nghệ thông tin, bán lẻ, ngành dược, rồi ngành vận tải biển. Không phải ngành vận tải biển mà ngành cảng biển. Thì giống như tôi trình bày lúc nãy thì để cái trả lời câu hỏi của anh Hùng là phân bổ bao nhiêu vào cái cổ phiếu thì xin anh Hùng để lại thông tin chi tiết cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía anh Vinh. Tôi xin phép đọc câu hỏi của nhà đầu tư Mai Nguyễn. Xin VCVF trình bày về tần suất và chiến lược ứng phó thích ứng một nhà đầu tư của quỹ với tình hình hiện tại, vì mình thấy quỹ đang nắm giữ nguyên danh mục, không cập nhật thay đổi gần như toàn bộ mảng cổ phiếu như bên một bên quỹ khác, hay vấn đề là chị nằm ở chỗ web của VCVF không cập nhật mã thường xuyên. Cái này chắc nhà đầu tư đang muốn hỏi về cái vòng quay danh mục của bên mình. Cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì thứ nhất là cái trang web của chúng tôi thì được cập nhật liên tục và có được cập nhật đó. Cái thứ hai đó là giống như nhà đầu tư quan sát thì những cái cổ phiếu mà chúng tôi nắm giữ, những cổ phiếu lớn á, thì chúng tôi nắm giữ ví dụ cho danh mục cổ phiếu của quỹ ETF cũng như quỹ VCF thì trong thời gian vừa rồi chúng tôi không có chuyển động, không có tái cơ cấu danh mục nhiều, và chúng tôi chỉ là mua thêm những cổ phiếu đã tăng tỷ trọng, những cổ phiếu chúng tôi có trong danh mục khi ở cái mức giá mà hấp dẫn. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không xem xét những cơ hội đầu tư khác. Chúng tôi làm công việc đó là hàng ngày, đội ngũ đầu tư của chúng tôi, đội ngũ quản lý danh mục chúng tôi trao đổi về những cái cơ hội mới hàng ngày. Nhưng mà chúng tôi trong quá trình chúng tôi trao đổi thì chúng tôi so sánh rất nhiều khía cạnh khác nhau về mô hình kinh doanh của công ty, về triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của công ty, rủi ro trong ngắn hạn, trung hạn là gì, định giá cũng như là cái upside, cái tiềm năng tăng trưởng giá cổ phiếu trong trung và dài hạn là bao nhiêu. Thì và tại thời điểm này thì chúng tôi những cổ phiếu trong danh mục của chúng tôi thì chúng tôi thấy là
các danh mục này là tương đối ổn, có mức up, downside thấp, trong khi cái mức mà upside trong trung và dài hạn vẫn rất là tốt. Vì do đó thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi không có tiến hành tái cơ cấu danh mục cho quỹ BCF và TVF. Còn đối với quỹ MGF thì vừa qua chúng tôi mua rất là nhiều cổ phiếu cho quỹ này, và nói chung là chúng tôi rất là hài lòng về những cái công ty mà chúng tôi cũng như là mức giá mà chúng tôi mua cho các công ty này và vừa qua cho quỹ MGF. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía anh Vinh ạ. Tiếp theo thì là nhà đầu tư Loan Phùng có câu hỏi như sau: nên đầu tư vào quỹ mở có giá chứng chỉ quỹ cao hay thấp? Ta nên đầu tư quỹ vào tài sản bao nhiêu, cổ phiếu hay trái phiếu? Có nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ trong ngắn hạn không? Và một ý khác là chuyên gia cho em hỏi là những chứng chỉ quỹ có trả cổ tức không? Và có chia tách chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư không? Hiện tại nên mua giá chứng chỉ quỹ không? Và khi mua chứng chỉ quỹ định kỳ hàng tháng thì có khoảng bao lâu mình rút được vốn? Và khi mà chuyển đổi thì có mất bao nhiêu ngày và mất bao nhiêu phí? Xin cảm ơn câu hỏi rất là chi tiết và đầy đủ của nhà đầu tư Loan Phùng. Thì tôi xin phép được trả lời câu hỏi này. Đó là nên đầu tư vào quỹ mở có giá chứng chỉ quỹ cao hay thấp? Thì như chúng tôi và các chuyên gia cũng đã từng nói là chúng ta không nên tham minh thị trường. Và thay vì mình chọn những thời điểm mình đầu tư thì mình nên đầu tư vào doanh nghiệp với sản phẩm nó cũng đặc thù như quỹ mỡ là chúng ta đang đầu tư vào cổ phiếu, thì mình nên đầu tư từ sớm và đầu tư trong vòng dài hạn. Tùy theo mục tiêu của nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ có sản phẩm và mức độ chấp nhận rủi ro thì chúng tôi cũng có sản phẩm phù hợp với từng nhà đầu tư khác nhau. Và nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu thì cái này phải tùy thuộc vào nhà đầu tư Loan Phùng, về cơ cấu phân bố tài sản của nhà đầu tư hiện tại, về mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, cũng như là cái mục tiêu cũng như là thời gian và nhà đầu tư dự định đầu tư là trong vòng bao lâu. Thì nhà đầu tư vui lòng để lại thông tin chi tiết trong phần inbox của Facebook fanpage quỹ mỡ VCBF để chúng tôi được tư vấn kỹ hơn. Và chứng chỉ quỹ cổ phiếu có chia trả cổ tức hay không và có chia tách chứng chỉ quỹ nhà đầu tư hay không, thì hiện tại là VCBF chưa có chính sách chia cổ tức, và các cổ tức đến từ cổ phiếu thì chúng tôi đang tính luôn vào giá của chứng chỉ quỹ. Dạ, khi mua chứng chỉ quỹ định kỳ hàng tháng thì khoảng bao lâu thì rút được vốn? Các chuyên gia chúng tôi thì nên khuyên luôn khuyên là nhà đầu tư trong vòng dài hạn. Tuy nhiên thì đó là lời khuyên, còn trên thực tế tùy thuộc vào năng lực tài chính cũng như là mục tiêu của từng nhà đầu tư thì nhà đầu tư có thể rút vốn một phần hoặc toàn phần, tùy thuộc vào cái điều kiện của nhà đầu tư. Tuy nhiên thì nếu một nhà đầu tư rút bán chứng chỉ quỹ sớm thì nhà đầu tư có khả năng cao là có cái phí bán nó sẽ cao. Khi đổi từ quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu thì mất bao nhiêu ngày? Hiện tại thì nếu trường hợp nhà đầu tư đang giao dịch với quỹ của VCBF thì chúng tôi đang giao dịch một tuần một lần vào ngày thứ tư. Do đấy thì khi mà chuyển đổi từ quỹ này sang quỹ khác thì nhà đầu tư sẽ mất là một tuần, thì chúng tôi sẽ bán làm động tác bán quỹ trái phiếu và tuần sau chúng tôi sẽ mua bán một tuần đầu tiên bán cổ phiếu và tuần sau mua quỹ trái phiếu. Thì đối với chuyển đổi từ quỹ cổ phiếu sang quỹ trái phiếu thì nhà đầu tư không mất phí ạ. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư Ngân Thảo: quỹ MGF có kế hoạch tái cơ cấu danh mục hay tăng tỷ lệ cổ phiếu lên để tận dụng đợt điều chỉnh này hay không? Tôi xin mời anh Vinh. Xin cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì đối với MGF thì chúng tôi mới thành lập từ cuối năm 2021 và chúng tôi đang trong quá trình giải ngân cho quỹ. Thì đối với quỹ MGF thì trong giai đoạn vừa qua chúng tôi không tái cơ cấu danh mục mà chỉ có những người đầu tư thêm cho quỹ. Và tính tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã đầu tư được khoảng 85% tổng tài sản của quỹ vào cổ phiếu, và phần 15% còn lại thì chúng tôi cũng có kế hoạch rồi và đang đợi thời điểm mà chúng tôi có thể giải ngân thích hợp ở mức giá tốt và vào các cổ phiếu mà chúng tôi đã phân tích và định giá. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh. Tiếp đến là câu hỏi của nhà đầu tư Đỗ Trúc ạ. Xin hỏi thêm các chuyên gia về triển vọng của quỹ MGF trong thời điểm hiện tại và có nên đầu tư nhiều chứng chỉ quỹ hay không? Xin mời anh Minh ạ. Thì đối với quỹ MGF thì tôi mong là nhà đầu tư chút thì có thể là dành một chút thời gian để xem là cái
cái video clip khi chúng tôi làm cái IPO của quỹ này vào cuối năm trước, thì trong đó có rất là nhiều thông tin về quỹ MGF này. Nhưng mà tóm lại thì quỹ MGF thì chúng tôi tập trung vào các doanh nghiệp của quy mô vốn hóa vừa và có tiềm năng tăng trưởng cao trong dài hạn ở Việt Nam. Thì các ngành mà chúng tôi tập trung thì bao gồm những cái ngành mà được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Việt Nam, có thể như kể đến như là ngành sản xuất, ngành logistics và ngành ngân hàng và một số ngành như là ngành dược. Thì và cái câu hỏi thứ hai của cái nhà đầu tư là có nên đầu tư nhiều chứng chỉ quỹ hay không, thì giống như một nhà đầu tư vừa hỏi, thì cái câu trả lời là tùy thuộc vào cái phân bổ tài sản, chiến lược phân bổ tài sản của nhà đầu tư cũng như là những cái thông tin khác của nhà đầu tư, ví dụ là độ tuổi, tình hình tài chính hiện tại, khả năng nhà đầu tư có thể là tăng cái nguồn thu nhập của mình hàng năm. Thì đối với câu hỏi này thì chúng tôi cũng không có câu trả lời hiện nay, thì mong nhà đầu tư để lại thông tin chi tiết thì chúng tôi có thể là tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Huy. Thì tiếp theo là câu hỏi đến từ nhà đầu tư Rusty. Hiện tại thị trường đang hạ nhiệt thì nhà đầu tư nên làm gì? Theo Warren Buffett thì hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Vậy xin các chuyên gia tư vấn ngay tại thời điểm mình này có nên tham lam hay không để đầu tư vào thị trường đó, và khi mọi người đang rất là sợ hãi và có nên đầu tư mạnh vào chứng chỉ quỹ của VCBF ngay khi thị trường rực đỏ hay không? Hãy cho tôi một niềm tin. Xin mời anh Duy Anh ạ. Vâng, thì xin trả lời nhà đầu tư khi thị trường hạ nhiệt thì nhà đầu tư nên làm gì. Thực ra ta có thể nói hình dung rất là đơn giản như này. Ta có thể hình dung là các doanh nghiệp Việt Nam đi nữa, thì nó sẽ ít nhất là nó sẽ tăng trưởng cùng với tốc độ tăng trưởng của nước Việt Nam. Vậy các bạn có nghĩ là trong 10 năm tới thì nước Việt Nam chúng ta nghèo lên hay giàu đi? Thì chắc là ai ở đây cũng có câu trả lời là nước Việt Nam chúng ta 10 năm tới sẽ giàu hơn bây giờ rất là nhiều. Vậy thì các doanh nghiệp cũng vậy. Các doanh nghiệp thì các bạn có thể nhìn lại 10 năm trước như Hòa Phát, và 10 năm nay, 10 năm sau thì Hòa Phát như nào. Ví dụ đấy là một doanh nghiệp mà trong 10 năm đã thay đổi rất là nhiều, cũng mang lại rất là nhiều thành quả cho nhà đầu tư. Thì với doanh nghiệp thì khi mà chúng ta nhìn lại 10 năm tới, ví dụ như bây giờ khi mà các bạn ra cửa hàng mua đồ, bây giờ cái túi mà bạn thích nó giảm giá 50% so với một tháng trước, cùng cái túi đấy thì các bạn có mua không? Thì bây giờ các doanh nghiệp cũng vậy, các doanh nghiệp mà bạn 10 năm tới thì cái triển vọng của doanh nghiệp nó vẫn tốt như vậy. Thì trong khi đó giá của cái doanh nghiệp đấy so với chỉ một tháng trước thôi nó đã giảm rẻ hơn đến 40-50%, thì tôi nghĩ là nếu mà tư duy của một người tiêu dùng bình thường thì chắc là cũng cảm thấy nó rất là hấp dẫn. Thì đối với thị trường chứng khoán cũng vậy, thì khi mà cái triển vọng doanh nghiệp mà chúng ta hướng tới trong 10 năm tiếp theo nó rất là tốt, và nghĩ 10 năm tới là một 10 năm mà để doanh nghiệp tăng trưởng, thì chúng tôi nghĩ là khi mà giá giảm thì chúng ta nên đầu tư. Vậy thì Warren Buffett nói là hãy tham lam khi người khác sợ hãi, thì thời điểm này có nên tham lam không? Thế thì hiện tại nếu mà bạn theo dõi Warren Buffett thì giai đoạn này Warren Buffett cũng đang giải ngân trong thị trường Mỹ và các thị trường Nhật, giải ngân thêm trong sau một thời gian rất dài mà nắm giữ lượng tiền mặt rất là lớn. Thì đấy cũng là cái câu trả lời của chính Warren Buffett trong giai đoạn thị trường hiện tại. Còn thị trường Việt Nam còn giảm còn mạnh nhất thế giới, cho nên là ta có thể nói là tham lam, nhưng mà nên tham lam trong cái khoản tiền mà chúng ta xác định cái khoản tiền đấy là để đầu tư. Còn nếu mà tham lam cả cái khoản tiền mà chúng ta định dùng để tiết kiệm, để chi tiêu những lúc cần thiết, thì không nên tham lam đến mức như thế. Chỉ cần nên tham lam cái khoản mà mình xác định là cái đấy để đầu tư dài hạn, mà 10 năm tới chúng ta không cần dùng đến nó, thì bây giờ nên tham lam. Và có nên đầu tư mạnh vào chứng chỉ quỹ VCBF ngay khi thị trường đỏ rực này không? Thực tế chứng chỉ quỹ VCBF thì chúng ta có thể đầu tư bất cứ lúc nào, thì các bạn cứ đưa tiền cho VCBF, còn lúc giải ngân như thế nào và mua những cổ phiếu nào là cái việc mà VCBF sẽ làm cho các bạn.
thì cái đấy thì chúng ta không nên quá đau đầu về việc phải quản lý tiền như thế nào. Các bạn gửi tiền cho VCBet và trả phí quản lý cho chúng tôi thì đấy là nhiệm vụ của VCBet, sẽ luôn luôn làm tiền của nhà đầu tư sẽ tăng trưởng trong dài hạn. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời rất là thú vị từ phía anh Duy Anh. Thì tiếp theo tôi xin chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư Trương Ái Minh. Câu hỏi này được gửi cho chị Trâm. Thì có bất kỳ khoản phí ngầm nào F-Market thu từ phía nhà đầu tư hay không? Và số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu? Tiền và tài sản nhà đầu tư của em có an toàn không ạ? Khi mua sản phẩm trên F-Market được hưởng quyền lợi gì ạ? Dạ, xin mời chị Trâm. Cảm ơn Huy và cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì đây là những cái băn khoăn rất là cơ bản đối với một nhà đầu tư khi mà vừa bắt đầu mới tìm hiểu về nền tảng của F-Market. Thì ở đây Trâm cũng xin chia sẻ luôn. Khi mà nhà đầu tư giao dịch quỹ mở tại F-Market thì sẽ không có, F-Market sẽ không thu thêm bất cứ cái khoản phí nào trực tiếp từ nhà đầu tư. Thì các cái khoản phí về giao dịch, ví dụ như là mua bán, thì nhà đầu tư sẽ giao dịch giống như là mua trực tiếp tại công ty quỹ. Và cái ý thứ hai đó chính là số tiền đầu tư tối thiểu. Thì ở đây á, thì cũng giống như cái phần trước, thì nhà đầu tư mua tại công ty quỹ với cái mức vốn từ 5 triệu cho đối với cái lệnh mua linh hoạt, và đối với lệnh mua định kỳ thì có thể bắt đầu từ con số là 1 triệu đồng. Và cái phần tài sản của nhà đầu tư có được đảm bảo hay không, thì ở đây F-Market là đại lý phân phối quỹ mở chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Và cho nên cái việc giao dịch quỹ mở tại F-Market nó sẽ được hỗ trợ cũng như được đảm bảo. F-Market không phải là người nhận tiền tham đầu tư của nhà đầu tư. Khi mà mua quỹ mở tại F-Market thì cũng giống như là mua quỹ trực tiếp tại công ty quỹ. Nhà đầu tư sẽ trực tiếp chuyển tiền đến ngân hàng giám sát của quỹ. Cho nên là tài sản của nhà đầu tư được lưu ký và được giám sát tại đây, cho nên nó sẽ được đảm bảo là an toàn tuyệt đối trong quá trình nhà đầu tư tham gia đầu tư quỹ mở. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía chị Trâm ạ. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư Trần Khánh Nam ạ. Mình đang phân vân giữa hai quỹ cổ phiếu của VCBF, đó là quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng MGF và quỹ đầu tư hàng cổ phiếu hàng đầu BCF ạ. Thì không biết là có sự khác nhau nào về mặt dài hạn của hai quỹ này không? Xin anh Vinh. Cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì BCF và MGF thì có chiến lược đầu tư là khác nhau. Đối với quỹ BCF á, thì chúng tôi chủ yếu tập trung đầu tư vào những doanh nghiệp có quy mô lớn, cả về hoạt động kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp cũng như là quy mô vốn hóa của doanh nghiệp. Thì thông thường các công ty này có tình hình hoạt động kinh doanh khá là ổn định và có tình hình tài chính cũng rất là tốt. Và nhưng mà tiềm năng tăng trưởng của các công ty này thông thường sẽ thấp hơn. Đối với MGF thì chúng tôi tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô hoạt động kinh doanh vừa, vốn hóa vừa, và nhưng mà những doanh nghiệp này thông thường sẽ có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp vừa thì như các nhà đầu tư có thể biết là thông thường thì cái rủi ro trong kinh doanh của họ thông thường cũng sẽ là cao hơn. Thì tóm lại đó là quỹ MGF thì đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, kỳ vọng lợi nhuận của quỹ cũng sẽ là cao, nhưng mà trong thời gian đầu tư thì rủi ro cũng sẽ là cao hơn đối với quỹ BCF. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của phía anh Vinh. Tiếp theo là câu hỏi của từ nhà đầu tư Trần Minh Tiến. Mình có mua quỹ MGF và ký hợp đồng điện tử với F-Market. Vậy thì có cần phải trực tiếp thêm một lần nữa tới công ty quản lý quỹ nữa không ạ? Xin mời chị Trâm trả lời câu hỏi cho nhà đầu tư. Cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì phần trước thì Trâm cũng có chia sẻ, F-Market là đại lý phân phối quỹ mở chính thức. Khi nhà đầu tư đăng ký giao dịch tại F-Market thì nhà đầu tư cũng sẽ được F-Market đăng ký một cái tài khoản giao dịch tại trung tâm lưu ký. Vậy cho nên hồ sơ giao dịch của nhà đầu tư sẽ được F-Market quản lý. Và cái việc mà bạn đã ký điện tử cái hồ sơ đăng ký mở tài khoản F-Market là đã hợp lệ rồi, thì mình có thể yên tâm về cái khoản đầu tư cũng như là cái hồ sơ của mình. Trong trường hợp này thì nếu như bạn không có đăng ký tài khoản tại công ty quản lý quỹ VCBS thì mình sẽ không cần phải ký thêm hồ sơ nữa ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía chị Trâm. Câu hỏi tiếp theo là của nhà đầu tư Trương Ái Minh. Nếu đầu tư vào công ty thì nhà đầu tư sẽ nhận được cổ phiếu, còn đầu tư vào quỹ mở thì nhận được gì, và chứng chỉ quỹ gì, điều kiện nào
để chào mua chứng chỉ quỹ. Thưa các chuyên gia, thì tôi xin được phép trả lời câu hỏi này cho nhà đầu tư Trương Ái Minh. Thì khi nhà đầu tư đầu tư, nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty thì nhà đầu tư là cổ đông và nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty đấy. Còn nếu trường hợp nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ tại công ty quản lý quỹ thì nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ, và việc nhà đầu tư chỉ cần làm đó là nhà đầu tư cũng ký hồ sơ giống như là khi nhà đầu tư mở một cái tài khoản chứng khoán để nhà đầu tư mua cổ phiếu. Thì thay vì như vậy, nhà đầu tư mở một cái hồ sơ để mà mở tài khoản tại công ty quản lý quỹ, sau đấy sau khi tạo được một cái tài khoản rồi thì nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ, và cái chứng chỉ quỹ đấy sẽ được lưu ký trên tài khoản của công ty quản lý quỹ. Tiếp theo thì tôi xin đọc câu hỏi của nhà đầu tư Ngân Thảo. Xin chuyên gia cho nhận định về định giá thị trường hiện tại đang 1.1x. Thì tôi xin hiểu là nhà đầu tư đang muốn hỏi là thị trường định giá bây giờ đang hợp lý hay chưa. Và theo như số liệu tôi đang cập nhật ở đây thì hôm nay VN Index kết phiên với chỉ số là 1.285.45 điểm. Thì theo anh Duy Anh thì nhận định về, xin trả lời câu hỏi cho nhà đầu tư. Vâng, thì cũng xin trả lời câu hỏi với nhà đầu tư. Thì thị trường ý định giá hiện tại chắc bạn đang muốn nói đến chỉ số PE. Thì chỉ số PE hiện tại nếu mà tính cho năm 2022 thì chúng tôi ước tính ở mức 11,6 lần. Thì nói chỉ số PE thì nghe nó hơi khô khan. Thì PE trên E nghĩa là gì? Là giá trên lợi nhuận, price to earning. Thì khi mà mình đảo ngược cái chỉ số này lại thì nó là E trên P, tức là lợi nhuận trên giá. Tức là ví dụ bạn 11.6 lần thì bạn lấy 1 chia 11.6 lần thì nó ra đâu đấy 8.6%. Có nghĩa là khi mà bạn đầu tư vào VN, chỉ số VN Index kể ở giai đoạn mức định giá P là 11.6 lần thì tương đương với cái lợi nhuận kỳ vọng của bạn là đâu đấy 8.6%. Thì nếu mà so sánh với lãi suất tiết kiệm chẳng hạn, lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại của Vietcombank đắp đâu đấy tầm 5.5-5.6%, thì khi mà bạn đầu tư ở thị trường chứng khoán giai đoạn hiện tại thì cái kỳ vọng lợi nhuận của bạn so với gửi tiết kiệm thì nó cũng là hơn đâu đấy 3% so với gửi tiết kiệm. Thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái mức mà tương đối là hấp dẫn. Ngay cả khi mà nhà đầu tư có thể so sánh với các cái trái phiếu chẳng hạn, giai đoạn vừa rồi thị trường trái phiếu rất là phát triển thì mình cũng đầu tư rất là nhiều trái phiếu và rủi ro nó mất vốn rất là lớn. Khi mà nhà đầu tư không hiểu kỹ là mình đang đầu tư vào các trái phiếu gì, và lãi suất đổi lại cũng chỉ đâu đấy 9-10%, khi thị trường chứng khoán mình kỳ vọng lợi nhuận của bạn cũng ở mức 8.6%, mà cái rủi ro thì không thể nào mất hoàn toàn vốn của bạn được, nên là cái mức PE và 11.6 lần hiện tại chúng tôi đánh giá tương đối hấp dẫn. Dạ vâng. Dạ, bổ sung. Dạ, không có là anh Minh muốn bổ sung. Tôi muốn bổ sung một chút thêm cái ý kiến của anh Duy Anh, đó là nếu mà chúng ta nhìn chỉ số PE hiện nay là 11.6 lần ha, nhưng mà chúng ta cũng nên là nhìn theo tương lai nữa. Thì nếu mà kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam thì trong ví dụ là 2022 là hơn 20%, 2023 thì tôi cũng nghĩ là có thể được mức đó theo cái consensus chung của Bloomberg. Thì nếu mà các doanh nghiệp tăng trưởng được lợi nhuận 20% một năm nữa trong 2023 thì cái chỉ số PE này nó sẽ thấp hơn nữa, chứ không phải là ở 1.6% này. Vâng, xin cảm ơn bổ sung từ phía anh Vinh. Tôi xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Luyến Ngọc ạ. Quỹ đầu tư chứng khoán bị giải thể trong trường hợp nào, và quỹ đầu tư chứng khoán gồm các loại hình nào, giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ các nhà đầu tư tiến hành như thế nào, làm sao để đầu tư chứng chỉ quỹ có hiệu quả? Thì câu này thì tôi xin phép được trả lời nhà đầu tư như sau ạ. Theo quy định từ luật chứng khoán ý, thì là quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây ạ. Một là kết thúc thời hạn hợp đồng ghi trên điều lệ. Hai là đại hội nhà đầu tư quyết định là giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc hoạt động. Ba là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán bị giải thể. Thứ tư là ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Thứ năm là giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán dưới 10 tỷ đồng
liên tục trong vòng 6 tháng. Và trường hợp cuối cùng đó là các trường hợp khác theo điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán. Như vậy thì giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư sẽ tiến hành như thế nào? Thì hiện tại thì về phía Fmarket và VCVF chúng tôi đều có các trang giao dịch cả online. Về phía VCVF thì chúng tôi có website giao dịch, thì nhà đầu tư có thể tiến hành mua chứng chỉ quỹ ở trên website của VCVF. Không biết là về phía Fmarket thì chúng mình giao dịch như thế nào? Đối với Fmarket thì nhà đầu tư sẽ được trải nghiệm giao dịch trên nền tảng giao dịch app của Fmarket. Thì mình chỉ cần tải app về và mọi giao dịch sẽ được thực hiện trực tuyến. Dạ vâng, xin cảm ơn bổ sung từ phía chị Trâm. Tôi xin đọc thêm câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Tuấn Nguyễn là cuối năm 2022 tình hình chứng khoán sẽ như thế nào? Và nếu đầu tư thì nên chọn ngành nào và phân khúc nào để đầu tư? Tôi xin mời anh Duyên trả lời câu hỏi nhà đầu tư. Vâng, thì cuối năm 2022 thì thị trường chứng khoán như thế nào thì chắc là tôi cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Thì cũng không có thể khả năng nào dự đoán được thị trường, nhưng mà chỉ biết là đến năm 2032 thì chắc chắn là nó sẽ cao hơn cái mức giá hiện tại. Còn các cái ngành nào mà sẽ được hưởng lợi thì như lúc nãy cũng VCBS cũng có đề cập, thì khi mà nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng thì gần như ngành nào của Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi. Thì chúng ta có thể tự áp dụng cái lý thuyết đấy để mình có thể tìm ra các cái ngành mà mình cảm thấy thích. Ví dụ như là Việt Nam khi mà phát triển thì cái giao thương của Việt Nam với thế giới nó sẽ ngày càng tăng, mà cái nhu cầu, cái thu nhập của người dân tăng thì nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân cũng sẽ tăng. Như thế thì cái liên quan đến vận chuyển cả trong và ngoài nước thì nó cũng sẽ tăng. Cho nên là những cái ngành, ví dụ như ngành logistics, nó sẽ về dài hạn thì chắc chắn nó sẽ được hưởng lợi. Hoặc là hệ thống ngân hàng, khi mà nền kinh tế lớn hơn thì cái hệ thống ngân hàng của chúng ta cũng sẽ phải lớn hơn để support cho nền kinh tế. Thì đấy là một số ngành mà có thể hưởng lợi trong dài hạn thì quý nhà đầu tư cũng có thể tự tận dụng cái cách như thế để tìm ra các cái ngành tăng trưởng. Còn đối với VCVF thì chúng tôi luôn có cái đội ngũ phân tích và đầu tư, và nhiệm vụ của đội ngũ này là sẽ phải tìm ra những cái doanh nghiệp tốt và những cái ngành tốt để VCVF đầu tư vào. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía anh Duy Anh. Thì, tiếp theo thì tôi xin chuyển sang câu hỏi từ phía nhà đầu tư Hải Quỳnh ạ. Cho anh hỏi là mua quỹ tại VCBF thì khi bán có vẫn phải áp dụng luật mua trước, bán trước như mua tại Fmarket hay không? Thì có thể lựa chọn thời gian bán tùy thích nhỉ? Thì câu hỏi này chắc là tôi xin mời chị Trâm. Thì ở đây á, cái áp dụng về cái quy định mua trước bán trước thì nó đang là Fmarket đang thực hành theo đúng quy định của quỹ VCBF. Vậy cho nên là khi mà nhà đầu tư giao dịch quỹ tại VCBF hay là tại Fmarket thì mình đều sẽ theo cái quy tắc này khi mà mình bán chứng chỉ quỹ. Cũng như là khi mà đối với các cái công ty quỹ khác hoặc là các cái quy định khác từ VCBF, khi mà Fmarket phân phối quỹ mở cho VCBF thì mọi cái thông tin giao dịch thì sẽ được làm theo cái quy định của quỹ, nên nhà đầu tư mình có thể yên tâm, cũng như là có thể hình dung là các cái quy định này đều dùng chung cho khi mà mình giao dịch tại công ty quỹ cũng như là tại Fmarket. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía chị Trâm. Tiếp theo là câu trả lời đến từ nhà đầu tư Tony Vũ ạ. Anh chị chuyên gia VCBF cho tôi hỏi là tỷ lệ tiền mặt của quỹ BCF trong thời gian gần đây là khoảng bao nhiêu phần trăm? Và tôi xin mức định giá của một số cổ phiếu, cụ thể như là cổ phiếu của Hòa Phát là HPG, và xin các anh chị chuyên gia giải đáp cho khách nhà đầu tư. Thì tôi xin mời anh Vinh. Xin cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì đối với VCF thì chúng tôi đang duy trì một cái tỷ trọng cao cho danh mục cổ phiếu thì lên đến hơn 99%, thì do đó cái lượng tiền cash còn lại thì khá là ít. Đối với cổ phiếu mà Hòa Phát thì như nhà đầu tư đã hỏi thì khi nhà đầu tư quan sát cổ phiếu Hòa Phát gần đây thì có thể thấy là giá cổ phiếu giảm do áp lực về lợi nhuận trong ngắn hạn không được tươi sáng lắm.
thì chủ yếu là do giá thép giảm và khi demand của Trung Quốc giảm, khi chính phủ nước này đang phải đối phó với các đợt giãn cách xã hội ở quy mô lớn. Và bên cạnh đó thì cái chi phí nguyên vật liệu đầu vào là cái than cốc cũng tăng do cái bên Nga, do cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì cái xuất khẩu than cốc cũng bị hạn chế. Và chúng tôi cho rằng cái tình hình này có thể là duy trì trong một vài quý đến, và do đó là cổ phiếu Hòa Phát trong thời gian gần đây là bị áp lực khá là cao. Trước đây thì chúng tôi cũng đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát với lại cái tỷ trọng cao hơn tỷ trọng của một tham chiếu, nhưng vào cuối, tôi nhớ là vào cuối năm trước thì chúng tôi đã hạ tỷ trọng và bây giờ chỉ duy một chỉ ở cái tỷ trọng tương đương với lại tỷ trọng của danh mục tham chiếu. Và chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái cổ phiếu Hòa Phát bởi vì là chúng tôi cho rằng đây là công ty có ban lãnh đạo rất là giỏi, và điều này đã được minh chứng qua những cái dự án mà họ đã làm trong quá khứ. Và các dự án họ làm thì thông thường họ làm rất là bài bản và đầu tư trước khi họ làm, họ nghiên cứu rất là kỹ và đầu tư với một cái chi phí rất là thấp. Bên cạnh đó thì họ cũng đang làm cái dự án rất là lớn để là Dung Quýt giai đoạn 2 để tăng cái công suất sản xuất lên, và chúng tôi cho rằng khi dự án này đi vào hoạt động vào năm 2024 thì quy mô cũng như là cái lợi thế cạnh tranh và cái chi phí sản xuất của công ty này được tăng lên đáng kể. Và một yếu tố nữa, lý do tại sao chúng tôi nắm giữ Hòa Phát thì về chúng tôi cho rằng định giá như nhà tôi đã hỏi thì tôi cho rằng định giá hiện nay là hấp dẫn để cho nắm giữ trong dài hạn. Thì hiện nay là cái định giá theo chỉ số EV trên EBITDA á, ở năm 2022 á chỉ là khoảng hơn 4 lần so với lại cái mức cao nhất trong quá khứ của Hòa Phát là 8 lần và mức bình quân trong vòng 12 năm vừa qua là khoảng 5-5 lần. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời từ phía anh Vinh. Tiếp theo thì là một câu hỏi của một nhà đầu tư ẩn dân là phí mua chứng chỉ quỹ của VCVF trên F-Market có kèm theo phí quản lý của F-Market không nhỉ? Xin mời chị Trâm trả lời câu hỏi. Cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư. Thì phí mua trên của các cái cụ thể ở đây là các cái quỹ của VCVF trên F-Market không có bao gồm thêm bất cứ phí gì từ F-Market, và đây cũng là cái phí mua được áp dụng khi mà nhà đầu tư mua trực tiếp tại công ty quỹ. Về cái phần thông tin này thì nó hoàn toàn giống như tại công ty quỹ, cũng giống như là cái quyền lợi của nhà đầu tư khi mua tại công ty quỹ và tại F-Market đều được đảm bảo giống như nhau. Và cho cũng xin nhắc lại thêm một lần nữa là F-Market sẽ không thu bất cứ khoản phí nào từ nhà đầu tư. Cái phần duy trì hoạt động của F-Market cũng như là phần thu của F-Market nó sẽ là hoa hồng trừ các công ty quỹ. Cho nên là nhà đầu tư mình có thể yên tâm khi mà giao dịch quỹ mở thông qua F-Market. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Trâm. Tiếp theo là câu hỏi từ phía nhà đầu tư Ngân Thảo. Đợt giảm của thị trường lần này khá tương đồng với năm 2018. Xin chuyên gia phân tích điểm khác biệt giữa tác động vĩ mô cho thấy hy vọng thị trường sẽ hồi phục và tăng trưởng chứ không giảm tốc như đợt trước. Xin mời anh Duy. Ra so sánh lần này 2018, thực ra có thể so sánh là 2018 thị trường, nói chung là đã tham gia thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn xác định là sẽ có lúc thị trường tăng và sẽ có lúc thị trường giảm. Thì cái điều này nó cũng đơn giản thôi, vì nó sẽ là liên quan đến tâm lý của nhà đầu tư. Khi mà một thị trường tăng giá thì khi mà rất nhiều người nhà đầu tư đổ xô vào mua, thì khi mà họ, những nhà đầu tư ấy, họ nhìn thấy thị trường tăng thì họ nghĩ đấy là một dấu hiệu tích cực rồi họ tiếp tục mua lên. Rồi đến một lúc nào đấy thì cái giá của nó đã đẩy lên quá cao, thì đến lúc đấy thị trường nó sẽ phải điều chỉnh xuống một mức gọi là cân bằng. Và khi đấy thì cũng là do tâm lý nhà đầu tư thì họ lại lo sợ và bị gọi là bị margin call, thì những cái đấy nó lại tạo ra một cái lực bán gọi là quá đà so với cái giá trị thực của thị trường. Thì cũng như lúc nãy PCF cũng có đề cập là về dài hạn thì thị trường chứng khoán lúc nào nó cũng thể hiện cái tình hình kinh tế vĩ mô. Kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì lúc nào cũng tăng trưởng, từ năm 2018 đến năm 2022, hiện nay là 5 năm. Năm nào GDP Việt Nam cũng tăng trưởng 6-7%, năm Covid thì tăng trưởng ít hơn. Và nói chung là từ 2018 đến nay thì
thì riêng kinh tế vĩ mô đã, nền kinh tế của chúng ta đã tăng trưởng ở mức độ khác so với năm 2018 rồi. Thứ hai là hiện tại thì vĩ mô của Việt Nam rất là ổn định. Thì cái giai đoạn trước 2018 thì không phải lúc nào Việt Nam cũng xuất siêu. Cái dự trữ ngoại hối hiện tại của Việt Nam so với 2018 thì nó cũng là một mức rất là khác xa rồi. Một cái nữa là cái sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân đối với thị trường, ví dụ 2018 thì khối ngoại họ tác động rất là mạnh đến thị trường. Chỉ cần một đợt bán tháo của khối ngoại thôi là thị trường cũng ảnh hưởng rất là mạnh. Nhưng mà giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thể thấy là 2021 thì khối ngoại bán dòng rất là mạnh, nhưng mà thị trường thì vẫn tăng trưởng, do cái dòng vốn của nhà đầu tư cá nhân đến thị trường hiện nay rất là lớn. Nên là tôi đánh giá là cái giai đoạn hiện tại xét về cả kinh tế vĩ mô lẫn yếu tố thị trường thì nó tích cực hơn năm 2018 rất là nhiều. 2018 thì thị trường đạt 1.200 điểm, hiện tại thị trường cũng chỉ đâu đấy quanh 1.200 điểm, trong khi kinh tế vĩ mô thì tốt hơn. GDP năm nay so với năm 2018 thì nó cũng khác hẳn rồi. Và một cái nữa là cái lãi suất của năm 2018 so với lãi suất của năm 2022 thì nó cũng cách biệt nhau khá là xa. Lãi suất năm 2018 thì phải đâu đấy 8%, thì năm nay bây giờ thì cần còn 6% thôi. Cái đấy nó cũng sẽ là các cái yếu tố mà giúp thị trường nó sẽ ổn định hơn, nó cũng không bị áp lực như năm 2018, nó sẽ có thể sẽ phục hồi lại. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Duyên. Thì trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì tôi xin phép được nhắc lại thế lệnh mini game là tôi đã nhận được rất là nhiều câu hỏi hay từ phía các nhà đầu tư. Tuy nhiên thì còn nếu mà để có cơ hội nhận được các phần quà từ phía VCF Market thì nhà đầu tư vui lòng like fanpage và chia sẻ livestream này về trang Facebook cá nhân của mình với chế độ công khai, và chúng tôi sẽ thông báo kết quả này vào thứ hai tới các nhà đầu tư. Thì câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Tuấn Nguyễn là: chuyên gia cho lời khuyên nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ thì cần chú ý điều gì, và đầu tư chứng chỉ quỹ thì làm sao để biết quỹ nào uy tín để nhà đầu tư cá nhân tham gia vào? Thì câu trả lời này thì tôi xin phép trả lời nhà đầu tư, đó là khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ thì đầu tiên là nhà đầu tư nên xác định là cái, như chúng tôi cũng đã nói, là nhà đầu tư nên xác định mục tiêu của mình là đầu tiên. Thứ hai là nhà đầu tư nên xác định được là cái mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Thứ ba là nhà đầu tư xác định được là cái số nhà đầu tư sẽ sử dụng cái số tiền đấy trong tương lai, nhà đầu tư muốn sử dụng như thế nào, dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn. Và để mà làm sao chọn được quỹ uy tín đầu tư vào thì mỗi quỹ sẽ có một cái chiến lược đầu tư khác nhau. Để mà biết được quỹ nào uy tín để đầu tư thì nhà đầu tư và phù hợp với từng nhà đầu tư thì nhà đầu tư có thể xem cái danh mục đầu tư của mỗi quỹ. Thì sau khi mà xem là nhà đầu tư có thể tự đánh giá được là quỹ nào sẽ phù hợp với nhà đầu tư để mà mình gọi là chọn mặt gửi vàng ạ. Dạ, không biết là anh Minh có bổ sung gì không? Ok, cảm ơn mình. Thì anh bổ sung một chút ha. Thì tôi cho rằng khi nhà đầu tư quyết định đầu tư vào quỹ nào á, thì cũng nên áp dụng cái quy trình mà chúng tôi đầu tư vào công ty. Đó là nhà đầu tư nên dành một thời gian nhất định nghiên cứu về cái công ty quản lý quỹ đó, là họ có đội ngũ đầu tư mạnh hay không, mà ai là người trong đội ngũ đầu tư đó, và kinh nghiệm của những người trong đội ngũ đầu tư đó là bao lâu. Cái thứ hai là nghiên cứu về cái chiến lược đầu tư của cái công ty quản lý quỹ đó hay là đội ngũ đầu tư đó, và nghiên cứu về những kết quả đầu tư trong quá khứ của họ. Trong quá khứ thì họ đầu tư như thế nào, kết quả đầu tư của họ ra sao. Thì tôi cho rằng là đây là một cái quyết định. Khi mà một nhà đầu tư vào quỹ của chúng tôi thì chúng tôi mong muốn là nhà đầu tư dài hạn với quỹ của chúng tôi. Vậy chúng tôi mong muốn là trước khi nhà đầu tư quyết định đầu tư thì hãy nghiên cứu, ngoài những cái vấn đề như chị My nói thì hãy nghiên cứu kỹ về cái công ty quản lý quỹ của chúng tôi cũng như là đội ngũ đầu tư của chúng tôi. Thì về phía chúng tôi thì chúng tôi rất là sẵn lòng, ví dụ nhà đầu tư muốn có một cái buổi riêng là nói chuyện về với đội ngũ đầu tư của chúng tôi, là muốn là xem là cái chiến lược đầu tư của chúng tôi như thế nào, thì chúng tôi sẵn lòng là dành thời gian để trao đổi thêm với nhà đầu tư. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Vinh. Và
Tôi xin phép được đọc câu hỏi của nhà đầu tư Đào Ngọc Hiếu ạ. Tại sao VCVF không khớp lệnh mỗi ngày mà chỉ khớp lệnh một tuần? Có khó khăn gì về VCVF và chỉ khớp lệnh một tuần một lần? Thì câu trả lời tôi xin trả lời nhà đầu tư đó là cái vấn đề khớp lệnh một tuần một lần thì là VCVF hoàn toàn là không có một cái khó khăn gì ở đây, mà là VCVF nhận thấy là việc khớp lệnh một tuần một lần là phù hợp. Tuy nhiên thì sắp tới để đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư thì chúng tôi dự định là đầu tháng 6 hoặc đầu tháng 7 thì chúng tôi sẽ nâng cái số ngày giao dịch lên là một tuần hai lần, vào ngày thứ 3 và ngày thứ 5 hàng tuần ạ. Dạ vâng, hiện tại thì thời lượng chương trình cũng có hạn và có rất nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư được gửi đến chúng tôi. Tuy có mấy câu cũng hay nè. Dạ vâng. Cái câu của nhà đầu tư về lãi suất tiết kiệm so với lại cái kết quả hoạt động của quỹ á. Dạ vâng. Dạ chắc là phiên ok, thì có một nhà đầu tư, tức là nhà đầu tư Thông Trần ha, thì hỏi là nhà đầu tư như chúng tôi mua chứng chỉ quỹ của VCBF và Fmarket thì luôn kỳ vọng là lãi suất sau nhiều năm đầu tư sẽ cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm, nhưng với trạng tình hình hiện nay thì giá trị cổ phiếu mà VCBF Fmarket đang đầu tư âm khá lớn. Xin hỏi khả năng thị trường tương lai như thế nào và giá trị các chứng chỉ quỹ chúng tôi đầu tư sẽ dương và cao hơn lãi suất tiết kiệm với lãi suất với xác suất là cỡ nào? Ok, thì tôi thấy câu hỏi này cũng khá là hay, thì tôi xin dành thời gian trả lời thêm. Thì ở đây thì nhà đầu tư đang so sánh hai hình thức đầu tư khác nhau, hai cái asset class khác nhau, là thứ nhất là đầu tư vào cổ phiếu và hai là tiền gửi tiết kiệm. Thì tôi cho rằng là hai cái loại tài sản này có cái mức độ kỳ vọng lợi nhuận và mức độ rủi ro khác nhau. Đối với cổ phiếu á, hoặc là đầu tư vào chứng chỉ quỹ cổ phiếu thì chúng ta nên nhìn một cách dài hạn, để rất là khó để chúng ta so sánh dựa vào cái lợi trong ngắn hạn của chứng chỉ quỹ hay là cổ phiếu. Thì chúng tôi thành lập vào năm 2014 thì cũng có rất là nhiều nhà đầu tư hỏi chúng tôi là cái lợi nhuận kỳ vọng của quỹ có cao hơn lãi suất ngân hàng hay không. Thì tại thời điểm đó chúng tôi cũng không trả lời được, nhưng mà nếu mà nhà đầu tư theo dõi và nếu nhà đầu tư nào đã đầu tư vào quỹ đó từ thời điểm đó tới hiện nay á, thì cái lợi nhuận hàng năm mà chúng tôi cái quỹ này tạo ra cho nhà đầu tư á, là hơn 15%. Thì tôi cho rằng đó là mức cao hơn cái lãi suất ngân hàng khá là nhiều. Dạ vâng. Và một cái ý nữa đó là cái performance của quỹ hiện nay thì chúng tôi cho rằng là cái kết quả hoạt động của quỹ trong những tháng đầu năm vừa qua thì chúng tôi đánh giá là khá là tốt đối với những quỹ bảo của VCBF. Thì thực tế là khi chúng tôi ra ngoài nói chuyện với những bên đơn vị bạn thì khi họ nhìn vào performance của chúng tôi thì họ cũng rất là bất ngờ tại sao là cái quỹ của chúng tôi lại giữ được cái performance tốt lại như vậy. Thì quay lại cái vấn đề này thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm đó là liên quan đến cái chiến lược đầu tư của chúng tôi là chúng tôi định giá phân tích công ty, phân tích và định giá công ty rất là kỹ càng và chúng tôi rất là kỷ luật khi nào chúng tôi giải ngân vào công ty đó. Thì có rất nhiều nhà đầu tư năm ngoái thắc mắc là tại sao quỹ BCS của chúng tôi lại underperform, là có kết quả hoạt động thấp hơn thị trường, tại vì chúng tôi lúc đó là chúng tôi không có giải ngân vào những công ty mà chúng tôi cho rằng định giá là quá cao. Hoặc là cũng có nhiều nhà đầu tư hỏi là tại sao cái quỹ MGF của chúng tôi là trong thời gian vừa rồi lại giải ngân chậm như vậy. Thì cũng là câu trả lời là giống như vậy, chúng tôi phân tích công ty, chúng tôi định giá công ty rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái mức định giá tại thời điểm đó không phù hợp để chúng tôi đầu tư cho quỹ hay là cho tài sản của các nhà đầu tư của quỹ vào tại mức định giá đó. Thành ra chúng tôi là quyết định là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi và chỉ là giải ngân ở mức giá mà chúng tôi nghĩ là phù hợp cho cái với mức định giá của công ty trong dài hạn. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh Vinh. Thì thực ra là theo quá trình làm việc của tôi với các nhà đầu tư ấy, thì thực ra giai đoạn này một số nhà đầu tư cũng rất là băn khoăn một vấn đề, đó là quỹ chúng ta vừa mới thành lập quỹ cổ phiếu tăng trưởng MGF đúng không ạ?
Thì khi IPO thì quỹ tăng trưởng có giá là 10.000 trên 1 triệu chỉ quỹ. Hiện tại thì vì thị trường ở mức biến động rất là mạnh nên là quỹ đang ở dưới cái mức giá IPO, thì không biết là anh có nhận định gì về vấn đề này, và tương lai và những nhà đầu tư mua IPO thì có lời khuyên gì không? Thì câu trả lời của tôi, nội dung chia sẻ của tôi cũng giống như câu trả lời của nhà đầu tư hậu nhà đầu trước thôi, là chúng ta không nên nhìn vào kết quả hoạt động của quỹ trong ngắn hạn mà chúng ta nên nhìn về dài hạn. Và tôi tin rằng là với những công ty mà chúng tôi đang đầu tư cho quỹ MGF cũng như là cái mức định giá mà chúng tôi mua thì chúng tôi rất là tự tin vào cái tiềm năng tăng trưởng trong tốt trong tương lai của quỹ MGF. Thì mong các nhà đầu tư hãy kiên nhẫn, cũng giống như chúng tôi kiên nhẫn là chúng tôi đợi những cái mức định giá hấp dẫn chúng tôi mua vào, thì chúng tôi mong là nhà tư đầu tư vào quỹ MGF cũng kiên nhẫn, và chúng tôi tin rằng là trong chung và dài hạn thì quỹ này sẽ tạo ra một cái mức lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Vâng, xin cảm ơn anh. Và tôi xin phép được đọc câu hỏi cuối cùng của nhà đầu tư Limbi. Các chuyên gia thấy sao về các một số quỹ trên thị trường? Hai quỹ thì 5 năm đều nhận được là x2 lợi nhuận cho nhà đầu tư. Vậy thì sao quỹ VCBS thì chỉ có cộng trừ 40% thôi ạ? 4 năm cộng trừ 40% thì có hấp dẫn với nhà đầu tư không? Thì tôi xin phép được mời anh Duy Anh chia sẻ vấn đề này. Ra cũng nói chung là để nhận xét về performance của quỹ khác thì chúng tôi cũng không có comment gì. Ra vì nó sẽ tùy cái khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ra khi mà nhà đầu tư có cái kỳ vọng lợi nhuận cao thì khi mà thị trường giảm thì cái biến động của danh mục nó cũng sẽ rất là cao. Nhiều khi danh mục của nhà đầu tư có thể một năm lãi đến 40-50%, nhưng có những năm mà thị trường kém thì danh mục có thể lỗ đến 30-40%. Nếu mà đầu tư vào các cái quỹ mà có khẩu vị rủi ro cao như vậy. Còn đối với các quỹ của VCBS thì thực ra các quỹ của VCBS đều là mô phỏng các cái quỹ chỉ số ở trên thị trường, ví dụ như là VN100 hoặc là Small Mid-Cap thì VN70. Thì chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng để đạt được cái lợi nhuận mà cao hơn các cái chỉ số tham chiếu mà chúng tôi đề ra. Thì cái đấy nó cũng sẽ mang lại cái tiềm năng tăng giá về dài hạn cho nhà đầu tư. Thì đấy là cái triết lý đầu tư của VCBS. Không phải lúc nào chúng tôi cũng chạy theo cái lợi nhuận thật cao và cái rủi ro cũng cao. Chúng tôi sẽ hướng đến là tăng trưởng cái tài sản của nhà đầu tư dài hạn và tốt hơn thị trường. Vâng, xin cảm ơn anh Duyên, cảm ơn ý kiến của các chuyên gia. Thì tôi hy vọng là các cái thông tin này từ các chuyên gia sẽ phần nào giúp được nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của quỹ, quan điểm về thị trường cũng như là cách thức giao dịch của VCBF và F-Market. Xin cảm ơn quý vị khán giả đang xem livestream của trên hai kênh fanpage của VCBF và F-Market. Về phần mini game thì các chuyên gia sẽ chọn ra 3 câu hỏi hay nhất và sẽ gửi phần quà cho nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ công bố giải thưởng vào thứ hai trên hai fanpage của VCBF và F-Market. Xin kính mong nhà đầu tư sẽ tham gia cùng với livestream của chúng tôi vào lần sau. Xin chào.